Trong chuyến hải trình chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển Tây Nam, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và đại biểu các tỉnh thành phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương, đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị trên đảo Hoàng Khoai gồm trạm radar 595, tiểu đoàn 887, trạm hải đăng, đồn biên phòng 700 và trạm kiểm lâm Hoàng Khoai tuy đời sống vật chất của cán bộ chiến sĩ ở đảo hòn khoai còn nhiều khó khăn nhưng các đồng chí làm nhiệm vụ nơi đây vẫn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đoàn cũng đã chia sẻ những khó khăn mà cán bộ chiến sĩ của các đơn vị và đã trao tặng quà tết đến cán bộ chiến sĩ các lực lượng và chúc đồng chí năm mới nhiều sức khỏe an vui hạnh phúc tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao